Xin chào các bạn. Để làm rõ hơn về phương và hướng trong SGRAD 3.0, sau đây mình xin hướng dẫn tiếp bài vẽ hình sau. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ 3 hình, đó là hình 1, hình số 2 và hình số 3. Để vẽ được hình này, mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ thành phần của hình trước, đó là ví dụ mình sẽ vẽ cái này trước này. Đây. Vì cái thành phần này đều có ở trong ba hình đó. Thì cái này mình sẽ tạm gọi nó là hình cái quạt tròn. Quạt tròn. Rồi, mình sẽ mở SGRAD lên. Trước tiên để vẽ được thì các bạn sẽ cần chuẩn bị một số cái lệnh mà hôm trước mình đã hướng dẫn khá kỹ. Các bạn có thể kích vào video đề xuất để xem, hoặc kích vào đường link mình để dưới phần mô tả để xem lại. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào phần đó là sự kiện. Khi bấm vào lá cờ này, đặt hướng thì các bạn ấn vào chuyển động này. Đặt hướng bằng 90 độ này. Đi tới điểm y bằng 0, y bằng 0. Và chuyển sang phần bút vẽ. Xóa tất cả. Chọn màu bút. Rồi đặt kích thước bút vẽ. Mình để ở đây là 5. Thì các bạn thấy là có cái hiện tượng nó ấn vào đây nhưng nó không được ấy. Thì do là các bạn chưa lưu bài thì nó sẽ hay bị như vậy. Thì các bạn có thể kích xuống dưới này, kích lại. Thì các bạn sẽ nhập được số liệu. Rồi chúng ta sẽ đặt bút. Thì trước tiên chúng ta sẽ vẽ một cái đoạn thẳng trước. Thì các bạn sẽ vào phần chuyển động này. Chúng ta sẽ di chuyển. Thì các bạn ở đây các bạn để là 100 được, 150 được. Ở đây mình sẽ để là 100 bước đi. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ đường tròn mà bài trước mình đã hướng dẫn rồi. Đó là chúng ta sẽ lặp lại. Lặp lại 180 này. Di chuyển một bước và xoay 2 độ. Rồi, mình sẽ bấm vào lá cờ cho các bạn quan sát. Mình ấn con mèo đi. Đó. Thì các bạn thấy này. Các bạn hình dung là các bạn đang ở cái chiều, đó là chiều 90 độ. Nó đi thẳng như thế này. Sau đó này, thì vẽ hình tròn nó chếch 2 độ dần 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 như nó sẽ như thế này. Bây giờ mình muốn cái hình của mình nó là như thế này cơ. Đó. Đó, như vậy các bạn nếu như các bạn hướng lên trên thì nó sẽ đường tròn nó sẽ bằng như này. Còn bây giờ mình muốn xuống dưới này thì có nghĩa là mình sẽ xoay. Các bạn hình dung như này nhé. Cái chúng ta sẽ đi thẳng theo chiều 90 độ như này. Nếu như mà các bạn muốn di chuyển xuống đây để vẽ đường tròn. Đó. Thì các bạn hình dung là các bạn sẽ phải xoay. Xoay đây sẽ là vuông góc với cái này. Như vậy sẽ là xoay 90 độ. Đó. Thì lúc này cái hình tròn nó sẽ được vẽ như thế này. Đó. Đấy. Còn nếu như mà các bạn mà xoay hướng lên trên này thì nó sẽ vào bên trong cái đường thẳng này. Đấy. Rồi mình quay lại SGRAD này. Như vậy ở đây mình cần có một cái chuyển động, đó là xoay. Các bạn chú ý nhé, chúng ta phải xoay gập nó, cho nên chúng ta sẽ xoay từ trái sang phải. Đấy. Và chúng ta sẽ đổi cái này là 90 độ. Thì các bạn sẽ thấy này, đó, chúng ta được cái quạt hình tròn rồi đấy. Tiếp theo, bây giờ các bạn muốn tạo ra là 4 lần như thế này thì các bạn sẽ thêm một cái lệnh lặp thôi.
lặp lại 4 lần. Rồi. Và các bạn quan sát. Tuy nhiên thì các bạn thấy là nó chưa về tâm, các bạn hình dung không? Cho nên mình phải thêm một cái lệnh nữa, đó là đi tới điểm. Y bằng 0, y bằng 0. Và các bạn đặt ở đây. Để khi mà vẽ rồi nó quay lại cái đây. Các bạn quan sát này. Đó, thì chúng ta sẽ được cái hình như lúc ban đầu chúng ta cần vẽ. Để mình tắt cái chế độ turbo này đi. Các bạn xem nó vẽ từ từ. Đó, các bạn nhìn này. Tiếp. Quay về đúng đây và vẽ. Rồi. Thì cái này mình sẽ đặt nó là khối 4 và tròn. Ok. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn hình số 2. Khối này là khối 8 cái quạt tròn. Thì bài này sẽ làm như thế nào? Cái bài này nó sẽ cũng tương tự như vậy thôi. Ở đây mình cũng sẽ nhân bản lên. Mình để tạm đây này. Lúc này chúng ta hình dung là chúng ta sẽ vẽ là 8 cái hình hình cái quạt. Như vậy ở đây mình sẽ đổi vân là 8. Chưa? Thì mình quay lại cái hình vẽ, mình phân tích một chút. Đầu tiên các bạn đã vẽ được cái cánh này rồi này. Bây giờ mình muốn vẽ tiếp, đó là cánh thứ hai là cánh này. Thì các bạn hình dung là hướng của các bạn lúc này nó đang hướng chuyển động xuống dưới như thế này. Đó. Chưa? Vậy lúc khi mà chúng ta vẽ hình tròn này mà hướng của chúng ta là 90 độ. Thế thì ở đây chúng ta quay lại cái tâm này rồi thì hướng nó vẫn ở đây. Bây giờ mà các bạn muốn vẽ cái cạnh này thì bạn hình dung là mỗi cái góc này là 45 độ. Sẽ là 45 độ. Bởi vì các bạn sẽ lấy là 360 này chia cho tổng cộng là 8 thì được 45 mà. Đó, 45 độ. Thì như vậy ba cái góc này cộng vào sẽ là 135 độ. Chưa? Như vậy chúng ta tìm ra cái góc xoay của chúng ta sẽ là 135 độ. Đấy. Thì quay trở lại đây thì mình sẽ chọn cái lệnh. Mình sẽ chọn cái lệnh đó là xoay ngược chiều kim đồng hồ các bạn nhé. Đó là 135 độ. Rồi. Rồi các bạn mình vẽ cho các bạn xem này. Đó là cái hình thứ nhất. Hình thứ hai này, đó. Đúng chiều luôn. Hình thứ ba. Ở đây các bạn cũng có thể để chiều xoay là 45 độ từ trái sang phải. Nhưng hình nó sẽ không vẽ lần lượt như để 135 độ. Rồi mình bật cái chế độ turbo lên vẽ cho nó nhanh. Đó các bạn. Như vậy các bạn vẽ được cái 8 cái hình. Và đây mình cũng sẽ đặt đó là 8 quạt tròn. Ok. Rồi. Mình sẽ vẽ tiếp đó là cái hình cuối cùng. Thế thì cái hình này mình sẽ vẽ như thế nào? Thì đầu tiên mình sẽ tính cái góc. Đây. Mình sẽ tính cái góc này trước. Sẽ bằng là 360 độ này mà chia cho 5 cánh, như vậy là sẽ được 72 độ. 72 độ. Thì mỗi cái góc này sẽ là 72 này.
Chưa, 72 độ. Thì các bạn hình dung cái hướng của chúng ta vẫn là ở vị trí này, vuông góc nha. Đó, thế bây giờ mình phải cần phải làm thế nào? Như vậy mình sẽ vẽ theo cái hướng là vẽ cái cánh này trước này, sau đó là vẽ cái cánh này tiếp theo đi. Đó, thế thì mình chỉ cần tính được cái góc này là bao nhiêu độ thôi. Thì các bạn sẽ lấy là 90 trừ đi 72 sẽ được là 18 độ. 90 trừ đi 72 sẽ được 18 độ. Như vậy cái góc mình ở đây sẽ xoay là 18 độ. Vậy ở đây mình sẽ có cái bài như thế nào? Mình sẽ sao chép cái này đi. Và đây sẽ là 5 cánh này. Truy kích vào phần chuyển động này. Xoay. Ở đây mình sẽ chọn góc 18 độ thì ở đây sẽ là 18 này. Rồi. Mình sẽ ấn vào đây để xem kết quả. Đó, các bạn thấy là mình vẽ được một cái hình quạt tròn 5 cánh như vậy. Rồi bài hướng dẫn của mình đến đây là hết. Thì bài hôm sau mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ có hai hướng. Một là mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ tiếp đó là những cái hình như thế này. Hoặc là mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ những cái hình cơ bản còn lại. Ví dụ như là hình thoi này, hình chữ nhật này, hình chiếc lá này, rồi hình tròn có bán kính này, vân vân. Thì rất mong các bạn ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.